Anh khỏe lắm. Ở bên cạnh anh em chẳng cần sợ gì cả. Sợ quá, sợ quá. Chào em yêu. Anh mới thấy cái gì rất kỳ lạ. Chào, mỹ nhân chồng. Ồ, khoan đã, ăn thử bánh em mới nấu sáng nay nha. Cực kỳ ngon, em nấu bánh ngon số 1. Anh đã thấy đồ lạ hình tròn màu đen bay trên trời và đạp xuống trên núi trong khu hồng thạch. Anh tin leo lên núi xem thử, em muốn đi theo chơi không? Em sẽ đi theo anh luôn, bữa nay quán bán ế lắm ạ. Chắc dẫn lông đỏ theo. Anh cũng tin kêu sinh viên hoàng đi tiếp con vịt. Chỉ huy nói hành tinh này rất đẹp, nhưng cũng có nhiều động vật khổng lồ, nguy hiểm và hung dữ. Sợ quá, sợ quá. Chúng tôi tới đây để tham quan hành tinh này. Trên tháp đá cao này rất an toàn, chẳng có cái gì phải sợ. Tao là kẻ hủy diệt động vật nguy hiểm và hung dữ. Các động vật dữ ở đâu rồi? Có một con bên kia, lẹ bắn nó đi. Biến đổi khí hậu đó. Mình không tới đây để các hại sinh vật.
Chỉ huy cũng muốn chúng tôi luyện tập bắn súng chứ bộ. Em bắn thử đầu tháp đá ở đằng kia đó. Nó rất xa, phải tăng sức đến tối đa. Mình phải leo lên đó. Giáo sư, sao biết được đồ bay hình tròn đen vẫn còn ở trên đó? Phải leo lên mới biết. Leo lên xong rồi không có gì, rất uổng công lắm. Nếu chẳng có gì, giáo sư vẫn hứa mình sẽ quan sát một cảnh thiên nhiên rất kỳ diệu. Chắc nó còn chứ. Ôi, có chừng, súng này rất nguy hiểm. Mình ra đây để tham khảo, không phải để phá hủy. Dạ, bé hả? Nó không bao giờ cho mình làm chuyện nào vui. Làm sao em leo lên đó được? Nó quá cao rồi anh ơi. Nếu cẩn thận, con chắc leo lên được, chẳng khó gì đâu. Có lẽ nhờ con tắc kè kéo mình lên nha. Quấn dây cột đuôi nó và cho nó kéo mình lên đầu núi nha. Ừ, làm sao kiếm được con tắc kè hoang dã? Rủ nó bằng sữa đặc. Tắc kè khoái sữa đặc lắm. Anh không tin. Xem thử coi. Ôi, thu hút được nhiều con, nhưng chưa bắt được con nào. Chán gần chết. Con có một ý kiến, nhờ lông đỏ bắt tắc kè giùm, con sẽ bắt tắc kè đưa mình trên vách đá. Lông đỏ. Giúp Hoàng bắt con tắc kè, đuổi nó chạy gần tới Hoàng. Chúng nó đang tới từ bên kia. Chuyển hướng, dắt nó đi lên núi. Em leo lên trước nhé. Anh chưa từng thấy cái gì giống cái này lần nào. Con đã đi du lịch với bà con nhiều xứ xa lạ, nhưng cũng chưa thấy gì kỳ quái bằng cái đó. Anh đã nói đúng rồi. Còn anh nói nó có thể bay lên không? Có, nhưng anh không hiểu làm sao nó được bay lên trời. Nó nguy hiểm không hả? Thật anh không biết, nhưng chúng tôi nên giữ khoảng cách an toàn.
Sao lông đỏ được leo lên đây vậy? Bỏ tay luôn. Có một động vật săn mồi nguy hiểm bên đằng kia, bắn nó đi. Xuống hết pin rồi. Tôi ghét hết pin. Bật chế độ sự cố. Mày bắn tầm bậy tầm bạ. Nó tới gần rồi. Bắn nó đi. Đừng bắn, đừng làm hại sinh mạng. Nó sắp ăn thịt mình rồi. Mày là đồ máy kim loại, đồ vô lương tâm. Mày chẳng cần sợ nó cạp thịt mày đâu. Chắc chúng nó lần này rồi. Mày là đồ tầm phào tầm phét. Nếu nó đứng 1 mét ở trước mặt mày, mày cũng không trúng nó đâu. Bỏ tay thật.